Rồi, mình tiếp tục một clip ngắn về chụp nước với đèn led. Thì đèn led này là đèn led gia dụng thôi. Mình tháo cái lớp lọc ra cho nó sáng và mình đang dùng ánh sáng gắt thì cho nó có bóng độ xuống nè. Thì này mình có một cái đèn led tròn nữa để các bạn hay mua để trang điểm hay gì đó, thì mình bật này lên thì nó sẽ bổ sung cái phần bóng đến này và nó làm giảm bớt cái bóng đen này. Rồi phát sáng này nó sẽ nhận ánh sáng của đèn bên kia nó đến vào và nó phản qua đây, nó sẽ tạo thêm một cái viền cho cái ly nó đẹp hơn. Rồi bây giờ cái góc máy mình đang set đó, đây là cái hình nó đang hiện lên màn hình nè. Rồi bây giờ chụp thử. Rồi, mình đã set sẵn xong xuôi hết. Đây mình chiếu lại cho các bạn coi cách set đèn led nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ đá vô để mình chụp nha. Rồi. Rồi cái ly mình chụp đây là ly trà sữa. Rồi bỏ cái ống hút vô luôn đi. Đấy.